all together! Rất là vui.
đầu tiên là thay mặt cho ban giám đốc của công ty thì gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã dành thời gian để mình enjoy chương trình team building 2022 này, và đặc biệt là cảm ơn đến tất cả các vợ nè, các vợ chồng của các anh chị, rồi con cái, rồi cũng như là người thân đã dành chút thời gian tham gia với lại chương trình team building của chúng ta trong hai ngày, gần như là hai ngày hai đêm vừa qua, cho một cái chuyện lên cái lộ trình khá là dài từ Bắc, từ Trung vào Nam, từ Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn để chúng ta được tập hợp tại Nha Trang này cho một cái ngày chương trình team building đặc biệt sau 3 năm mà từ 2019 chúng ta không làm được vì lý do của dịch bệnh, và hôm nay là cái ngày mà chúng ta sau thời gian gọi là dồn nén và chúng ta đã tổ chức được cái chương trình team building 2022 này. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả sự hiện diện của tất cả các bạn, tất cả các người thân của các bạn PDR, và cảm ơn ban tổ chức cũng như là đơn vị tổ chức Tour Boss để giúp chúng ta có một cái buổi chương trình team building 2 ngày 2 đêm vừa qua khá là thành công. Xin cảm ơn.